ăn cước cái gì? Ông đang đi thẳng, tôi đi đằng này. Thì tôi đã nhường ông cái gì nữa? Ông không thấy tôi nhường ông à? Ông nói gì? Tôi đang nhường ông đấy. Tôi nhường đường ông đi đâu, ông kêu cái gì? Mày là chủ cái gì? Ông làm sao? Thích xuống. Thế nào? Tôi nhường đường cho ông kêu cái gì? Nhưng mà tôi nhường đường cho ông, tôi là ông nói gì? Tưởng cái gì? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi thật.